Khác biệt so với các đơn vị lính dù trên thế giới, lực lượng đổ bộ đường không hay VDV của Nga có tư duy tác chiến luồng sâu khác biệt và đi kèm với đó là các loại phương tiện chiến đấu phù hợp với tư duy tác chiến đó. Dòng xe chiến đấu đổ bộ K4386 Typhoon VDV là phương tiện thể hiện rõ tư duy tác chiến nhanh, cơ động cao và hỏa lực mạnh của VDV Nga. Là sản phẩm mới nhất của công ty Kama, xe chiến đấu Typhoon VDV là phương tiện chiến đấu hạng nhẹ thế hệ mới được bọc giáp cơ bản chống lại đạn bộ binh cỡ nhỏ. Gầm xe được thiết kế dạng V-hull cho phép chống chịu được các vụ nổ cỡ 6-8 kg thuốc nổ mạnh. Điểm đặc biệt của xe Typhoon VDV là nó được trang bị tổ hợp chiến đấu điều khiển từ xa IPOCH kết hợp giữa pháo bắn nhanh 30mm, súng máy đồng trục 7,62mm và cả phương án trang bị tên lửa chống tăng. Ngoài ra, do có thiết kế module, xe chiến đấu này còn có phương án trang bị nhiều loại hỏa lực khác nhau như súng phóng lựu tự động hoặc cối tự hành để phù hợp với lối đánh tấn công bất ngờ, áp đảo về hỏa lực và rút lui nhanh chóng. Được thiết kế để tối ưu cho khả năng độc lập tác chiến, buồng lái của xe Typhoon VDV được trang bị hệ thống quản lý số hóa giúp tối ưu góc quan sát và giám sát tình trạng các thành phần chiến đấu trên xe. Tương tự như các loại xe chiến đấu đổ bộ đường không, Typhoon VDV được tối ưu để chỉ có trọng lượng 13,5 tấn, phù hợp để đổ bộ bằng dù hoặc sân bay dã chiến. Với cơ cấu 4x4 bánh hơi dã chiến kết hợp động cơ diesel tăng áp 350 mã lực giúp xe có thể cơ động với vận tốc tối đa tới 130 km/h và dự trữ hành trình tới 1.200 km. Khả năng chiến đấu của Typhoon VDV đã được minh chứng tại chiến trường Syria và nó đang được biên chế cho các đơn vị VDV tinh nhuệ của Nga. Với tính năng cơ động cao, hỏa lực mạnh, bọc giáp tốt, Typhoon VDV được coi là hoàng tử đổ bộ đường không của quân đội Nga và là một trong những loại xe bọc thép nhảy dù tốt nhất thế giới hiện nay.